Chào cả nhà, cả nhà thấy gì không ạ? Đây chính là kiệu ha. Thì cái củ kiệu là một trong những cái món truyền thống ngày Tết của người Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Đó, có củ kiệu ăn ngày Tết thì mình ăn rất là ngon. Nhưng mà bản thân Nam thì một số nơi mình làm kiệu á thì mà cái mình ăn cảm thấy nó hơi hăng hăng, khó chịu, không biết ai có giống như nào hay không. Đó, nhưng mà một số người cũng giống như mình ha, là ăn kiệu vô mình thấy hăng, rất là khó ăn. Hôm nay là ở đây là mình học được một cách làm kiệu ở miền Trung ha, mà cụ thể đây là Quảng Nam, thì có một cách làm kiệu rất là hay ha. Thì cái kiệu ở đây á, là mình khi mình áp dụng cách này á là mình kiệu thì thường người ta phải phơi nắng nha, để cho nó héo, nó tạo độ giòn. Nhưng mà cái cách làm kiệu này là mình không cần phơi luôn đó, và đặc biệt là nó không có bị mùi hăng, ăn vẫn rất là giòn và ngon. Mình thích nhất là cái này nè. Đó, thì làm sao để mình có thể mình áp dụng được như vậy? Thì đầu tiên á là khi mình mua kiệu á là mình phải mua cái kiệu mà cái giống của nó là cái loại kiệu nhỏ. Đây, các bạn thấy ha. Cái kiệu nó nhỏ thôi. Đó. Cái kiệu nhỏ như thế này là đầu tiên là nó sẽ giúp cho mình là không cần phải phơi mà nó vẫn có cái độ giòn. Ăn rất là giòn nha cả nhà. Đó. Đó thì cái kiệu khi mình mua về thì mình cũng lột vỏ và mình cắt cái đầu cuối này đi ha, cắt những cái hư hỏng đi đó, để mình có một cái kiệu bình thường như thế này đó ha. Cái tép của nó rất là nhỏ đó, thì mình cũng không cần phải phơi luôn. Thì đầu tiên là mình cần phải ngâm cho nó sạch ha. Đó thì cái cách ngâm như thế nào thì mình sẽ như ở đây là mình đang ngâm khoảng là 2 kg, quên nhầm, 1 kg. 1 kg kiệu ha, sau khi làm xong thì khoảng 1 kg thì mình đổ nước xăm xắp bằng nước như thế này ha. Đó, và mình bỏ khoảng 2 muỗng canh muối ha. 2 muỗng canh muối, 2 muỗng to đó. Muối vào đây và mình sẽ ngâm trong khoảng là 10 đến 12 tiếng đồng hồ, tốt nhất mình cứ ngâm qua đêm là được ha. Thì tối khoảng 6 7 giờ mình ngâm tới 6 7 giờ sáng là được. Đó là chuẩn rồi đó. Đó, thì mình sẽ ngâm như thế này. Rồi, bây giờ là mình sẽ đến cái bước thứ hai là rửa sạch, và mình sẽ tiến hành là mình ngâm củ kiệu. Rồi, sau khi mà mình ngâm qua 12 tiếng với nước muối rồi nha. Bây giờ là mình rửa sạch qua khoảng 2-3 nước sạch. Và mình sẽ dùng giấm nha. Đây, dưa giấm. Đây, giấm gạo này nha. Đó. Mình sẽ rửa với giấm để làm gì? Cái giấm này nó sẽ giúp cho mình khử bớt cái mùi hăng. Đó. Những cái củ kiệu á mà mình mua lại to quá là giấm này nó không có tác dụng nhiều, vì vậy mà mình ăn những cái củ kiệu bự á là nó sẽ rất là bị hăng. Đó, sau khi mình rửa sạch với giấm và nước nha, mình sẽ để ráo lên. Em cà rốt trắng là mất không? Em chưa. Để ráo khoảng 2-3 tiếng gì đó cho nó ráo sạch nước, mình sẽ tiến hành dầm mấy đường. Rồi, thì sau khi để ráo ha, bây giờ là mình bắt đầu mình lắc đường lên. Đó, nếu như mình ăn ngọt thì mình đổ nhiều, không mình đổ vào cái mức như thế này nữa nha. Đó, nó vừa như thế này đó nha. Đó, thì ở đây là mình có trộn, có nghĩa là mình bên cạnh củ kiệu thì mình còn có thêm là cà rốt nè, đu đủ hoặc là sung hào. Đó, sắc ra thêm như vậy ha, nó vừa đẹp nè mà ăn nó lại ngon và nó có nhiều cái hương vị nữa. Rồi, trộn đều lên như thế này. Rồi, sau khi trộn đều lên như thế này ha, thì mình sẽ để kính và mình để qua khoảng một đêm, như là tầm 12 tiếng đồng hồ nha. Rồi mình sẽ đến bước cuối cùng là mình sẽ nêm nước mắm vào cho cái củ kiệu này. Rồi, vậy là sau một đêm rất là lâu ha, thì sau một đêm mình ngâm với đường, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu tiến hành mình bỏ vào cái nồi như thế này và mình sẽ đến cái thò bỏ nước mắm vào nha. Thì đối với cái kiểu này thì mình có thể là mình làm chay cũng được, có nghĩa là sao, thì mình sẽ bỏ nước tương vào đó. Như đây là mình có một cái lọ mình đang bỏ nước tương đây nha. Đó, thì bỏ nước tương thì mình đây để nó có thể chua thì mình có thể mình chờ khoảng 2 ngày ha, 2 ngày là mình ăn được. Còn không, nếu mà mình muốn ăn liền á, mình có thể ngâm trong đây khoảng 3-4 tiếng gì đó, thì khi mà mình lấy ra ăn á
mình sẽ bỏ thêm một xíu giấm để nó tạo cái độ chua ha. Còn không thì mình cứ chờ đúng 2 ngày đi, chờ đúng 2 ngày là mình đem ra mình ăn thôi. Đó, đây là mình có cái món củ kiệu chay. Đó. Đây, bên khuôn bằng thì mình sẽ đổ nước mắm ha. Nước mắm ở đây là mình đổ ngập lên luôn nha. Phải đổ ngập cái củ kiệu như thế này. Đó. Rồi, mình có thể pha với một xíu nước thôi. Để tránh nó mặn quá. Nước mắm ở đây. Ha, đây là nước mắm ngon nha, mình dùng nước mắm ngon thì cái kiểu mình ra nó mới thành phẩm nó ngon được ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ đậy kín nắp và mình để trong vòng khoảng 2 ngày. Mình có thể mình mang ra mình ăn được rồi. Đó, như vậy là cả nhà thấy là mình có một cái món củ kiệu rất là đặc sắc ở đây, nhiều màu sắc nha. Tại vì là mình còn dùng cả gọi là cà rốt ha, đu đủ. Đó, và củ kiệu này là mình không cần phải phơi và nó không có tạo cái độ hăng. Thì nên thấy đây là một trong những cái cách làm củ kiệu rất là đơn giản mà rất là hay ha, thử được những cái khó chịu khi mà mình ăn củ kiệu đó. Và đây là một trong những cái món ăn gọi là đậm đà chất ngày Tết của người Việt Nam ha, truyền thống đó. Nên là ở nhà mình có thể mình làm này, thì cái bước làm bởi vì mình không có tốn cái bước phơi bước đồ á ha, do đó là mình nên mình nghĩ là mình có thể mình tự làm thì nó sẽ đảm bảo thứ nhất là cái gọi là cái đồ ngon, thứ hai nữa là an toàn, bởi vì nếu mà mình mua thì ai biết họ làm như thế nào đúng không ạ. Và thứ ba là đương nhiên là do tay chúng tay mình làm ra thì đương nhiên là bao giờ nó cũng sẽ có một cái hương vị đặc biệt rồi, đặc biệt hơn rất là nhiều là so với là mình đi mua đúng không ạ. Rồi đấy, nên là cả nhà mình nhớ đăng ký subscribe kênh để mình nhận thêm những cái món rất là đặc biệt cho ngày Tết này nha. Đấy, nếu cả nhà thấy video này hay thì mình hãy like, comment và mình chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến cách làm củ kiệu rất là hay, cả chay, cá mặn, cá chay ha, đó đầy đủ ở đây. Đấy, rồi hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo. Chúc cả nhà một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.